Thời tiết Nam Bộ chiều nay có gì đáng lưu ý hay không, chị Phương Ly? Dạ vâng ạ, xin chào quý vị khán giả. Theo dự báo thì trưa chiều nay, các tỉnh thành của miền Tây Nam Bộ sẽ phổ biến với mức nhiệt là 32 đến 33 độ C. Lên đến miền Đông Nam Bộ như là tại Vũng Tàu và Tây Ninh sẽ khá nóng với mức nhiệt là 34 độ C. Không những là nóng mà bầu không khí còn khá là khô. Từ miền Đông Nam Bộ xuống đến miền Tây Nam Bộ, kể cả là thành phố đảo Phú Quốc thì dự báo là độ ẩm thấp nhất chiều nay hầu hết đều dưới 60%. Trời nóng rất dễ khiến cho cơ thể mệt mỏi và mất nước, khó chịu. Ngoài việc bổ sung nước thường xuyên thì quý vị cũng nên chọn các loại thực phẩm có tính mát để ăn giải nhiệt. Còn về thời tiết ở Cần Thơ, lúc này là thời điểm nóng nhất trong ngày, dự báo nhiệt độ là 32 độ C. Và đến tối khi mà nắng tắt thì bầu không khí mới chuyển mát dần. Tại thành phố đảo Phú Quốc chiều nay, trời cũng sẽ ít mây và nắng mạnh với mức nhiệt là 32 độ C. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang dự báo là mưa vài nơi. Chiều nay thì trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây cấp 4, cấp 5. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau thì cũng có nắng nhưng mà gió lại thổi mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.